Xin chào các em. Chúng ta tiếp tục với đề số 5 nha. Câu 81 cho các đặc trưng sau đây. Đặc trưng nào là đặc trưng của quần thể sinh vật? Quần thể là cùng loài nha các em. Quần thể là cùng loài. Như vậy ở đây độ đa dạng là độ đa dạng các loài. Là quần xã rồi nha. Độ thường gặp loài ưu thế. Cái này là nhiều loài rồi. Đáp án D, tỷ lệ giới tính. Đặc trưng của quần thể thì gồm có các đặc trưng này. Thứ nhất là giới tính này. Thứ hai là tuổi này. Thứ ba là mật độ. Thứ tư là phân bố. Thứ năm là kích thước. Và thứ sáu là sự tăng trưởng. Quần thể có 6 đặc trưng. Câu 82, đại phân tử sinh học nào sau đây có cấu tạo từ các đơn phân axit amin, đó chính là protein. ADN, mRNA, tRNA thì đều ABC này đều được cấu tạo từ các nucleo. Câu 83, nhân tố sinh thái nào là nhân tố vô sinh? Thì rõ ràng nhiệt độ rồi đúng không? Còn câu B, quan hệ cộng sinh, sinh vật này ăn sinh vật khác, vật chủ ký sinh. Đây là mối quan hệ giữa các sinh vật, nó là nhân tố hữu sinh. 84, phát biểu nào đa dạng, quần xã là không đúng. Độ đa dạng của quần xã càng cao thì lưới thức ăn càng phức tạp, đúng. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, quần xã xuất hiện sau thường có độ đa dạng cao hơn quần xã xuất hiện trước, đúng. Độ đa dạng trong quần xã càng cao thì sự phân hóa ổ sinh thái càng mạnh, đúng rồi. Càng nhiều loài thì mỗi ổ thì các ổ sinh thái phân hóa càng mạnh. Độ đa dạng càng cao thì số lượng cá thể của quần xã càng giảm. Câu này sai nha. Độ đa dạng cao, để đánh giá về độ đa dạng thì người ta sẽ đánh giá dựa vào số lượng các loài và số lượng cá thể mỗi loài. Câu 85. Hình 1 mô tả hai cặp nhiễm sắc thể thường đã nhân đôi trong nhãn phân. Các alen của ba gen ABC được ký hiệu như hình 1. Khi kết thúc nhãn phân, loại giao tử nào trong số các loại giao tử sau đây chiếm tỷ lệ nhỏ nhất? Rồi. Khi kết thúc nhãn phân, loại giao tử nào trong các loại giao tử sau đây chiếm tỷ lệ nhỏ nhất? Như vậy đối với cái cặp nhiễm sắc thể thứ nhất á, thì các em thấy là có A1, A2, B1, B2 đúng không? Kiểu gen của nó sẽ là A1, B2 trên A2, B1, có nghĩa là dị hợp chéo. Còn cặp thứ hai là C1, C2. Như vậy giao tử mà chiếm tỷ lệ nhỏ nhất sẽ là giao tử gì? Hoang vị. Giao tử hoán vị ở đây chúng ta sẽ có giao tử gì em? A1 B1 đây này, giao tử hoán vị là giao tử khác phía này em, A1 B1 C2. Còn các giao tử A1 B2 này là giao tử liên kết rồi. Câu 86, theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể? Đó là giao phối không ngẫu nhiên. Nó chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen thôi, còn tần số alen không đổi nha. Câu 87, một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền, A lớn A nhỏ, A lớn bằng 0,4, như vậy A nhỏ. A lớn bằng 0,6 thì A nhỏ bằng 0,4. Theo lý thuyết tần số kiểu gen A nhỏ A nhỏ, khi quần thể cân bằng thì tuân theo công thức B bình A lớn 2BQ A lớn A nhỏ và Q bình A nhỏ A nhỏ. A lớn là B, còn A nhỏ là gì các em? Q, tần số A nhỏ là Q. Như vậy tỷ lệ kiểu gen A nhỏ A nhỏ sẽ bằng Q bình là 0,16B. Phát biểu nào đúng về công nghệ gen? Thể truyền và đoạn gen cần chuyển phải được xử lý bằng hai loại enzyme các giới hạn khác nhau. Một loại enzyme nha, hai loại là sai rồi. Thể truyền có thể là plasmid virus hoặc một số nhiễm sắc thể nhân tạo, đúng. Thể truyền chỉ tồn tại trong tế bào chất của tế bào nhận và nhân đôi độc lập. Thể truyền chỉ tồn tại trong tế bào chất của tế bào nhận và nhân đôi độc lập với nhân đôi của tế bào. Câu C này cũng sai luôn. Chỉ tồn tại trong tế bào chất của tế bào nhận. Cái này là đối với thể truyền plasmid nha. Ngoài ra chúng ta còn có thể truyền là virus nữa. Các gen đánh dấu được gắn sẵn vào thể truyền để tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Các gen đánh dấu này không phải là để tạo ra nhiều sản phẩm hơn, mà để nhận biết là cái tế bào này có chứa ADN tái tổ hợp.
89D lớn hoa đỏ trội hoàn toàn so với D nhỏ trắng. Phép lai giữa các cây có kiểu gen nào sau đây cho đời con hai loại kiểu hình? Vậy là chúng ta sẽ có câu A cho kiểu hình D lớn và cho kiểu hình D nhỏ. 90, nhận định nào không đúng về cơ chế di truyền ở mức độ phân tử ở mô tả hình 2? Hình 2 thể hiện phiên mã, đúng rồi. Một mạch làm khuôn để phiên mã, đúng. Có sử dụng nu loại T tự do, phiên mã thì không có dùng T tự do nhé. Đáp án B. Quá trình này dựa trên nguyên tắc bổ sung, đúng. ARM polymerase vừa tổng hợp mạch mới vừa tháo sáng, đúng luôn nha. 91. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật nào là sinh vật tiêu thụ bậc hai? Lúa là sinh vật sản xuất nha. Châu chấu là sinh vật tiêu thụ bậc 1, nhái là sinh vật tiêu thụ bậc 2, rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 3, diều hâu là sinh vật tiêu thụ bậc 4. Như vậy sinh vật tiêu thụ bậc 2 đó là nhái. Còn nói về bậc dinh dưỡng thì lúa là bậc 1, châu chấu là bậc dinh dưỡng bậc 2, nhái bậc 3, rắn bậc 4, diều hâu bậc 5, đấy là bậc dinh dưỡng. 92. Trong quá trình lịch sử phát triển sinh giới qua các đại địa chất, đại nào có sự phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư, côn trùng, cây có mạch và động vật lên cạn, khổ sinh như thế. Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới? Tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới, đó là từ double. Khi nói về đột biến gen sai, đột biến thay thế một cặp nu có thể không làm thay đổi tỷ lệ A cộng T chia G cộng X, đúng nha. Vì sao? Ví dụ như thay cặp AT mà bằng TA hoặc GX bằng XG thì không làm thay đổi tỷ lệ này. Đột biến điểm có thể không gây hại, đúng. Đột biến gen có thể làm thay đổi số lượng liên kết hetero, đúng. Những cơ thể mang alen đột biến đều là thể đột biến sai. Đáp án D. Những cơ thể mang alen đột biến nhưng mà phải biểu hiện ra kiểu hình thì mới được gọi là thể đột biến. Cái khái niệm này bị thiếu. Ở loài cá, tính trạng mọc râu trên mép do một gen nằm trong thi thể chi phối. Tiến hành lai cá mẹ không râu với bố có râu qua nhiều lứa để thu nhiều cá con. Kết quả là đúng. Do gen nằm trong thi thể là tế bào chất của em, cho nên đời con giống mẹ nha. Như vậy mẹ không râu lai với bố có râu thì nó sẽ giống mẹ thôi, 100% không râu. 96, A lớn cao, A nhỏ thấp, B lớn chín sớm, B nhỏ chín muộn, liên kết hoàn toàn. Phép lai nào không làm xuất hiện 1-1? Câu A là 1-1 nè. Được nha. Câu B, 1 A lớn B lớn, 1 A nhỏ B lớn cũng 1-1. Câu C, trội lặn cũng 1-1 luôn. Câu D, trội trội, trội lặn, lặn, trội. Cô nói lại. Câu D, trội trội, lặn trội, lặn, lặn lặn. Như vậy câu D này là 4 số 1. Khi nói về quang hợp, đúng, quá trình quang hợp ở cây luôn có pha sáng và pha tối, đúng. Lúc nào cũng phải có pha sáng, pha tối hết. Quang hợp là quá trình phân giải chất hữu cơ, sai. Đây là quá trình tổng hợp chứ không phải phân giải. Pha tối của quang hợp không phụ thuộc vào nhiệt độ, sai nhé. Phải có nhiệt độ để hoạt hóa enzyme nhé. Quá trình quang hợp xảy ra tất cả các tế bào của cây xanh, sai. Chỉ xảy ra những cái tế bào nào mà có bào quang lục lạp, có sắc tố quang hợp. À. 98, khi nói về chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, đề này đang đề cập tới tiến hóa hiện đại, đúng. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng tiến hóa, đúng nha. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, sai, trực tiếp lên kiểu hình. Câu C, chọn lọc tự nhiên chỉ diễn ra khi môi trường thay đổi, sai. Có thể diễn ra khi môi trường ổn định. Chọn lọc tự nhiên tạo ra kiểu gen mới, sai. Không có tạo ra nhé. Đáp án A. 99, một cây lan quý, từ một cây quý hiếm người ta bằng áp dụng kỹ thuật nào để nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây ban đầu, đó là nuôi cấy mô, hay ta gọi là nuôi cấy tế bào in vitro, tạo mô sẹo. 100, hai alen A lớn A nhỏ nằm trên thường trội hoàn toàn để cho thế hệ sau chỉ có một kiểu hình thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các kiểu gen nói trên, không kể phép lai thuận nghịch. Mình sẽ có 4 phép nha. Một phép này. Trội hoàn toàn, 2 phép, 3 phép, 4 phép. Câu D.
101 kích thước quần thể sinh vật đúng, kích thước quần thể luôn giống nhau là sai. Kích thước quần thể chỉ phụ thuộc vào sinh sản và tử vong sai, có thể phụ thuộc vào nhập cư xuất cư nữa. Kích thước quần thể vượt qua tối đa thì mức độ cạnh tranh sẽ tăng đúng rồi. Kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì mức sinh sản tăng lên sai. Kích thước quần thể mà dưới mức tối thiểu nó giảm, số lượng cá thể giảm thì cơ hội gặp nhau giữa thực và cá giảm thì mức độ sinh sản sẽ giảm. 102 đặc điểm nào không có ở thú ăn thịt? Thú ăn thịt thì không có mang tràng phát triển. Mang tràng phát triển này đối với thú ăn thực vật. 103. Xét 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ. 4 tế bào này thực hiện giảm phân tạo giao tử, trong đó một tế bào không phân ly ở cặp nhiễm sắc thể A lớn A nhỏ trong giảm phân 1. Bây giờ 4 tế bào ha. Một tế bào không phân ly, một tế bào không phân ly thì sẽ tạo ra hai tế bào con. Và hai tế bào con này thì hai sẽ tạo bốn tế bào con nhưng mà có hai loại. Như vậy một loại, bởi vì cái kiểu gen này nó dài có thể tạo ra nhiều loại khác nhau. Cho nên là sẽ tạo ra giao tử, một là giao tử sẽ là N cộng 1. Và hai giao tử N cộng 1 và hai giao tử N trừ 1 ở cặp A. Ba tế bào khác thì phân ly bình thường. Ba tế bào khác phân ly bình thường. Các tế bào khác phân ly bình thường thì đều tạo ra giao tử N hết. Trong các trường hợp phát sinh giao tử nào sau đây, trường hợp nào không xảy ra? Đầu tiên cho cô nhẩm cho cô này. Đấy là có, ở phần này cô có video, câu này là hơi vận dụng nha. Câu này là bài tập vận dụng, không phải là biết hiểu nữa. 4 tế bào thì 4 x 4, 16 loại giao tử, 16 giao tử. 16 này thì phải chia hết cho cái tổ hợp này 2, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này chia hết này, được này. Để chúng ta thử sau. Cái này chia hết cũng được này. 2, 4, 6, 8 chia hết cũng được. Tất cả đều chia hết. Thứ hai là đầu tiên thì một cái tế bào mà tạo ra giao tử 22 này phải là giao tử gì? Một tế bào này nè, sẽ tạo giao tử bị rối loạn là 22. Hai cái loại giao tử này là giao tử bị đột biến và nó sẽ không bị trùng với các giao tử khác. Được nha. Còn ba tế bào còn lại thì ở đây A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ. Có 8 loại giao tử. Giảm phân bình thường thì cái kiểu gen này sẽ tạo ra 8 loại giao tử. 8 loại giao tử thì chúng ta sẽ có là mỗi tế bào tạo ra hai loại, như vậy chúng ta sẽ có bốn cách sắp xếp. Thì nha, bốn cách sắp xếp. Vậy giả sử như một tế bào, ba tế bào còn lại. Mỗi tế bào mỗi kiểu thì chúng ta sẽ tạo ra mỗi tế bào là tạo ra hai loại là 22. 22, 22. Như vậy ba tế bào này giống nhau thì sẽ tạo ra là 66 22, có nghĩa là 3311, cái này đúng. Ba tế bào mà bình thường này khác nhau, có nghĩa là hai thằng giống và một thằng khác. Như vậy sẽ tạo ra 4422. 4422 này là ba tế bào bình thường. Còn một tế bào bị đột biến 22 nữa. Như vậy chúng ta sẽ có là 22 rồi 4 số 1. Câu A đúng. Câu C. Ba tế bào ba kiểu. Ba tế bào bình thường này ba kiểu khác nhau. Nếu mà ba tế bào bình thường ba kiểu khác nhau thì 22 22 22. Rồi thêm một tế bào bị đột biến 22 nữa là 8 số 1, rút gọn 8 số 1. Chỉ có câu B là không thể. Câu này là ở mức độ vận dụng nha các em. Phải thuộc nghĩa là kiến thức cái phần sinh học tế bào hơi cao. Câu này mà rơi vào chống liệt thì đúng là không làm được rồi. Câu này dành cho các bạn thi đại học ha, xét đại học. 104 ở ruồi giống phép Lai này, nếu F1 có tỷ lệ kiểu hình lặng ở tất cả các lô cốt là 1,25% thì giao tử A lớn B lớn XM nhỏ chiếm bao nhiêu? Ở ruồi giống kiểu hình lặng, câu này cũng là một câu vận dụng.
Kiểu hình lặng là A lặng, B lặng. X m nhỏ y. Đấy. Chiếm 1,25%. Thì 1,25% này x m nhỏ y là 0,25. Như vậy suy ra, kem chia ra cho cô. 0,0125 mà kem chia cho 0,25. Như vậy a nhỏ b nhỏ lúc này là 0,05. Như vậy suy ra là cái kiểu gen này là chiếm tỷ lệ là 0,05. 0,05 thì con ruồi đực này cho 50% là 0,5. Như vậy con ruồi cái a nhỏ b nhỏ này sẽ là 0,1. Thì giao tử a lớn b lớn x m lớn. A nhỏ b nhỏ 0,1 thì a lớn b lớn cũng 0,1. X m nhỏ là 0,5. Như vậy đáp án là 0,05, 5%. Câu này cũng phải tính toán. Đề này có hai câu. Cái kiểu bài tập. Cái câu 104 thì được, nhưng mà cái câu 103 hơi khó nha. 105 khi nói về hình thành loài mới bằng con đường địa lý đúng. Quá trình này chỉ xảy ra động vật mà không xảy ra thực vật, sai. Xảy ra cả động vật và thực vật. Nói chung là ở những loài ít di chuyển. Cách ly địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra biến đổi, sai nha. Nó là góp phần tăng cường sự phân hóa thôi, không phải là nguyên nhân trực tiếp. Vốn nhiên quần thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có tác động yếu tố ngẫu nhiên, đúng. Quá trình này xảy ra chậm chạp, đúng. Không có sự tác động của chọn lọc tự nhiên, không có là sai. 106 khi nói về trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái, đúng. Hiệu suất sinh thái ở mỗi mặt dinh dưỡng là rất lớn. Rất nhỏ nha em. Năng lượng mà chuyển lên bậc dinh dưỡng cao hơn là rất nhỏ, 10% thôi. Cho nên hiệu suất sinh thái là rất lớn là sai. Sinh vật mắc xích càng xa sinh vật sản xuất thì sinh khối trung bình càng nhỏ nha. B. Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường, đúng. Năng lượng chủ yếu mất đi qua bài tiết, một phần nhỏ mất đi qua hô hấp, sai này, đảo ngược lại. Phần lớn là mất đi qua hô hấp, một phần nhỏ mất đi qua bài tiết. 107 khi nói về cơ chế điều hòa Ugrolax, đúng. Khi môi trường không có lắc, tô dơ, protein ức chế liên kết với vùng vận hành, ngăn cản phi mã, đúng. Khi môi trường không có lắc tô dơ thì protein ức chế mới tổng hợp, sai. Protein ức chế tổng hợp cả hai môi trường. Khi môi trường có lắc, một số lắc tô dơ liên kết với protein ức chế làm bất hoạt protein ức chế, đúng. Khi môi trường có lắc thì protein ức chế mới có hoạt tính sinh học, sai. Không có hoạt tính. Như vậy hai. 108 khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, câu này xưng 11. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ CO2 và thải oxy ở ngoài sáng, đúng. Gây tiêu hao sản phẩm quang hợp. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ oxy và thải CO2 nha, sao? Tiêu hao sản phẩm quang hợp, đúng. Thường xảy ra ở C4 và cam, sai. Xảy ra ở C3. Hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở bào quang, lục lạp, ti thể, peroxisome. Ba cái bào quang này đúng rồi, nhưng mà thứ tự bị sai nha. Đó là lục lạp peroxisome ti thể. Đấy. Chứ không phải là lục lạp ti thể peroxisome. Câu này ghi là xảy ra lần lượt. Sai. Đáp án B. Phát biểu nào là đúng khi nói về chu trình carbon? Câu này sinh thái sinh 12. Một trong những nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính là do sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch. Đúng nha. Khi mà sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch thì thải CO2 ra. Đúng. Thực vật chỉ hấp thụ CO2 mà không có khả năng thải CO2. Sai. Có nhé. Thực vật hô hấp thải ra CO2, đúng không? Tất cả lượng carbon của quần xả được trao đổi liên tục. Tất cả là sai. Một lượng carbon lắng động dưới dạng trầm tích. Thực vật là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng chuyển hóa CO2 thành chất hữu cơ. Duy nhất là sai rồi. Ngoài thực vật thì còn có tảo và một số vi khuẩn vẫn có khả năng quang hợp. Đáp án A. Trong các xoang buồng ngăn tim, xoang chịu trách nhiệm đẩy máu vào động mạch phổi. Đẩy máu vào động mạch phổi đó là tâm thất. Đẩy máu vào động mạch thì phải là tâm thất. Tâm thất phải nha. Còn tâm thất trái là đẩy máu vào động mạch gì? Chủ.
Và vừa rồi cô đã giải xong đề 5. Xin chào các em.